Tiện lợi ở chỗ nào? Là nhờ có tín hiệu. Giống như chúng ta ngồi máy bay vậy, nó có đường bay, có tín hiệu. Cứ bay theo cái tín hiệu này thì nhất định không bị sai phương hướng. Cái tín hiệu này là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tín hiệu. Ở trong vũ trụ to lớn này thì cái tín hiệu này nhất định sẽ không bị sai. Bạn phải có lòng tin, bạn không nên hoài nghi. Nếu bạn hoài nghi thì bạn sai rồi, thì cơ duyên này sẽ mất đi. Cho nên trên kinh nói rất hay: Lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Bạn giữ gìn cái tín hiệu của Phật, không để gián đoạn. Cho nên lâm chung một niệm đến mười niệm, cảm ứng liền hiện tiền. Điều quan trọng nhất chính là một niệm lúc lâm chung, cái tín hiệu này phải thông suốt. Lúc bình thường thì thông suốt, nhưng đến lúc lâm chung là quên mất, không còn thông nữa, vậy thì bạn không được giảng sanh. Chúng ta niệm Phật phải nuôi dưỡng thành thói quen. Nguyên nhân vì sao vậy? Là vì hy vọng đến lúc lâm chung giữ được sự thông suốt, không bị trở ngại. Hy vọng trong tâm có thể giữ mãi cái niệm này. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Trừ cái niệm này ra, tất cả đều là tà niệm. Chúng ta hãy nghĩ xem, từ sớm đến tối chúng ta có được bao nhiêu chánh niệm vậy? Có bao nhiêu tà niệm? Thì chúng ta liền biết được. Ở trong niệm Phật đường, một mặt thì niệm Phật, một mặt thì khởi vọng tưởng. Vì này thật đáng sợ, thật kinh khủng. Nhưng mà các vị phải nên biết, cái hiện tượng này cũng là bình thường. Vì sao vậy? Là phàm phu mà. Bạn đã huân tu phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay bạn vừa học được câu A-di-đà Phật này. Nếu có thể đoạn hết tất cả tạp niệm, thì bạn lập Phật Bồ Tát Đái Lai, chứ không phải là người phàm. Người phàm thì đâu thể nào làm được chứ? Nhất định là không làm được. Bạn xem, lúc này sư Ấn Quang còn tại thế. Tôi đọc được ở trong văn sao, có cơ hội tốt, không chỉ là một người, có người thỉnh giáo với lão hòa thượng. Chúng con trong vòng một cây nhang. Ở đại lục lúc đó trong niệm Phật đường thường đốt nhang dài. Một cây nhang là một tiếng rưỡi đồng hồ. Niệm Phật một tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn còn tạp niệm rất nhiều. Xin hỏi Ấn Tổ, con phải làm như thế nào? Dùng cách gì để khắc phục tạp niệm? Vẫn là dùng cách niệm Phật. Điều này nói rõ là công phu niệm Phật của bạn vẫn chưa đến nơi, đến chốn, vẫn chưa hàng phục được. Nên tiếp tục nỗ lực, như vậy mới được. Không nên dùng phương pháp gì khác. Dùng những phương pháp khác sẽ có chướng ngại, sẽ dẫn bạn đi sai đường. Chỉ nên một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tổ sư nói, cái thiện căn này rất sâu dày. Người có nghiệp chướng tương đối nhẹ, để niệm Phật trong niệm Phật đường khoảng 3 năm đến 5 năm. Trong vòng một cây nhang vẫn còn có 5-3 tạp niệm. Công phu như vậy được xem là khá lắm rồi. Một cây nhang là một tiếng rưỡi đồng hồ, trong lúc niệm Phật vẫn còn có 5-3 vọng niệm. Vậy là ít rồi. Tôi hiện nay niệm Phật một cây nhang, đây là còn nhiều hơn 50-30 vọng niệm nữa. Câu Phật hiệu này cùng với tạp niệm trộn lẫn với nhau. Điều này nói rõ nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng. Tức là phải thật sự làm, không nên thay đổi cách khác. Cái phương pháp niệm Phật này phục phiền não là hiệu quả nhất, thù thắng hơn những pháp môn khác.
chúng ta phục mà phục cũng không được. Phục không được chính là công phu chưa đến nơi đến chốn. Nên tiếp tục nỗ lực, phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ngoài ra còn có một trợ duyên, chính là đối với cuộc sống hiện tại này của chúng ta phải nên xem nhẹ một chút. Việc này sẽ giúp bạn bớt vọng tưởng đi. Tài sắc danh thực thùy, danh văn lợi dưỡng nhất định phải giảm bớt đi. Không nên so đo những thứ này. Những thứ này chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Từ vô lượng kiếp đến nay, trôi lăn trong sanh tử luân hồi đã quá khổ rồi, vậy ta vẫn muốn tiếp tục như vậy nữa hay sao? Cái gì cũng phải buông xả, điều gì cũng tốt, tùy duyên mà không phan duyên, thì tâm chúng ta liền định lại. Điều này đối với công phu niệm Phật sẽ đắc lực, có sự trợ giúp rất là lớn, chính là giữ chặt câu Phật hiệu này. Đời người ở thế gian khổ đau ngắn ngủi. Tôi 26 tuổi học Phật, nghe được Phật Pháp. Năm nay đã 80 tuổi rồi, nghĩ lại giống như mới học Phật ngày hôm qua. Bạn nói xem đời người có ý nghĩa gì chứ? Trong 54 năm lưu lạc khắp nơi, sự lưu lạc khắp nơi này cũng có lợi ích. Không có nhà để trở về. Đối với ý niệm chữ nhà cũng không có. Đây là việc tốt. Không có ý niệm chữ nhà, bất luận ở nơi nào, trạng thái của chúng tôi giống như ở quán trọ vậy. Nơi đây có duyên thì ở vài hôm, qua mấy hôm thì lại đi đến nơi khác, chẳng có chút lưu luyến. Nên buông bỏ cũng rất dễ dàng, rất đơn giản. Chúng tôi ở Úc Châu có xây một đạo tràng, hiện tại thì giao cho các thầy có chữ ngộ, những người trẻ này tự quản lý. Tôi không nghe, không hỏi đến, cho nên rất dễ buông xuống. Trước đây chúng tôi ở nước Mỹ cũng có xây một đạo tràng, ở Đài Loan cũng có một đạo tràng. Chúng tôi buông bỏ, một chút lưu luyến cũng không có. Đây chính là ưu điểm của việc lưu lạc lâu dài, nên dễ dàng buông bỏ. Mọi thứ đều phải buông bỏ, nhất định không nên chấp trước. Thời kỳ còn trẻ, tôi cũng rất thích sử dụng máy ảnh. Những thứ này tôi đã sử dụng qua, những máy chiếu phim loại nhỏ. Nhưng mà thời gian không được lâu, đại khái là khoảng 5 năm, 10 năm thì buông bỏ tất cả. Đi những thứ này đã hiểu rõ, thông suốt rồi, nên không dùng những thứ này nữa. Đặc biệt là những năm về già, cuối đời, thời gian giảng sanh càng lúc càng đến gần, chính là càng lúc càng phải buông bỏ. Không nên có một chút lưu luyến nào. Có một chút lưu luyến, trong lúc giảng sanh sẽ sanh ra nhiều chướng ngại. Cho nên hiện tại phải xả bỏ tất cả, phải xả cho thật sạch sẽ. Cách xả như thế nào?
Người xuất gia ở Đài Loan hay ở nước ngoài, tôi quen rất nhiều. Họ rất là tốt. Đối với quê hương thì vẫn nhớ, vẫn trở về quê hương, xứ sở để xây cất rất nhiều từ viện. Chuyện này tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng trở về quê hương. Tôi không có xây chùa chiền, tôi thì xây một trường học. Cái cách này vốn dĩ là thành lập một trung tâm giáo dục đa nguyên văn hóa.